Xin chào quý vị đang đến với 1001 câu hỏi về phong thủy cùng Master Kỳ. Thưa quý vị, bên cạnh màu sắc, con số, khi nhắc đến mùa Giáng sinh, người ta nhớ đến ngay những món quà và vật phẩm không thể thiếu. Đó có thể là một món đồ trang trí cho đêm Giáng sinh như một cây kẹo, một cánh thiệp, vân vân. Và hôm nay, Hồng Kỳ muốn chia sẻ với quý vị về những món quà này trong mối quan hệ giữa Đông và Tây. Đầu tiên là những vật phẩm trang trí, ví dụ như là ngôi sao. Ngôi sao trên đỉnh cây thông Noel chính là biểu tượng cho sự ra đời của Chúa. Ánh sáng của ngôi sao cũng chính là ánh sáng phát ra từ nhân cách và sự thành đạt. Đó là điểm cuối cùng và cao nhất của cây thông Noel, cũng tượng trưng cho đích đến của một đời người. Trong văn hóa phương Đông, ngôi sao tượng trưng cho hành hỏa, tượng trưng cho tình yêu. Trong văn hóa phương Tây, xem ngôi sao chính là Thiên Chúa, và Thiên Chúa chính là tình yêu, hỏa chính là lễ. Quả cầu hay còn gọi là quả châu, tròn tròn xinh xinh với các họa tiết hình cành lá thông, thường được treo cùng bông tuyết, không thể thiếu trên cây thông Noel đúng không ạ? Theo truyền thuyết, các bà mẹ tin rằng quả cầu này sẽ mang lại sức mạnh và sự lạc quan để những đứa trẻ lớn lên thông minh và cứng cáp hơn sau những vấp ngã. Trong văn hóa phương Đông thì như thế nào? Hình tròn khí kim tượng trưng cho sự công bằng, chính trực, là nghĩa trong ngũ đức. Có một điều thú vị là kim còn mang ý nghĩa của lòng vị tha, bởi vì nhân vô thập toàn. Khi chúng ta lập gia đình, đeo một chiếc nhẫn trên bàn tay, ngón tay chúng ta, thì mỗi lần chúng ta có lỗi lầm gì, có thể chạm vào chiếc nhẫn nhắc nhở lòng mình hãy tha thứ cho nhau. Một điều nữa, chúng ta thấy cây kẹo hình chữ Z và chúng ta hay từng tặng cho các cháu nhỏ trong ngày lễ Giáng sinh, thì có truyền thuyết như thế này. Vào năm 1800, một người làm kẹo Ấn Độ đã uốn cong một trong những thổi kẹo của mình thành hình một chiếc gậy kẹo, thể hiện tình yêu và sự hy sinh của Chúa Giêsu. Màu trắng là biểu hiện cho sự trong trắng và vô tội của Chúa. Ba sọc nhỏ tượng trưng những đau đớn mà Chúa đã phải chịu trước sự chết, và một sọc đậm để tượng trưng cho máu mà Chúa đã đổ ra cho loài người. Khi nhìn vào cây gậy kẹo, bạn sẽ thấy nó giống hệt cây gậy mà người chăn cừu. Vì theo đạo Thiên Chúa, Chúa Giêsu chính là người chăn dắt con chiên. Trong văn hóa phương Đông, vị ngọt của kẹo chính là hành thổ, tượng trưng cho sự tin tưởng, chắc chắn và bền vững. Khí thổ chính là hành trung tâm, chi phối các ngũ hành khác. Khí thổ dưỡng mộc, hướng thủy, chứa kim và ẩn hỏa. Và một điều không thể thiếu được trong Giáng sinh, đó chính là ngọn nến. Trước khi có đèn điện nhấp nháy, nến là vật không thể thiếu trên mọi cây thông và bàn tiệc của mỗi gia đình. Ánh sáng huyền ảo của nó tạo nên sự ấm cúng và không khí lãng mạn cho đêm Giáng sinh. Ngoài ra, nến chính là biểu tượng cho sự an lành và hạnh phúc. Trong văn hóa phương Đông, nến tượng trưng cho hành hỏa, tượng trưng cho tình yêu. Ngày nay, ánh sáng của những ngọn nến đã được thay thế bằng những dàn đèn nhấp nháy, mang đến sự vui tươi, ấm áp trong mùa đông lạnh giá. Trong ngũ đức, hỏa có nghĩa là tượng trưng cho lễ. Chúng ta thấy rằng sinh nhật, ngày cưới, lễ Tết, v.v. đều có ánh nến. Có thể nói trong tất cả các nghi thức quan trọng của đời người, nến là vật dụng không thể thiếu, và đó chính là lễ. Và một điều quan trọng nữa, vào dịp Giáng sinh thì chúng ta hay tặng nhau những cái thiệp rất là xinh xắn, ghi những lời chúc tốt đẹp. Theo lịch sử ghi lại thì thiệp Giáng sinh bắt đầu xuất hiện và nhanh chóng trở nên phổ biến ở Anh khi chính phủ nước này thông qua một đạo luật cho phép người dân có thể gửi thư đến bất cứ nơi nào trong nước với giá rẻ. Sau đó trào lưu này dần dần du nhập sang các nước lân cận. Người ta thường ghi những lời chúc tốt đẹp dành tặng cho nhau và những điều mình mong muốn, rồi treo lên cây thông Noel để hy vọng nó thành sự thật. Trong văn hóa phương Đông, thiệp chính là khí mộc hay còn gọi là hành mộc, tượng trưng cho lòng nhân từ, con người, sự sống, sự phát triển và lòng từ bi bác ái, sự giáo dục. Đôi khi chúng ta tặng thiệp nhau, chúng ta chúc nhau những lời ái ngữ đem tới sự may mắn, yêu thương vào dịp Giáng sinh. Mộc tượng trưng cho nhân. Và thưa các bạn, một cái cây phải được chăm sóc thì mới cho hoa, cho quả tốt. Con người cũng vậy, phải được chăm sóc, được giáo dục, nên mộc tượng trưng cho sự giáo dục.
Cái này tôi nói ngoài lề cho các bạn nghe thôi. Và một điều nữa, chúng ta thường thấy trong Giáng sinh là các ông già Noel hay cầm những quả chuông lắc lên những giai điệu rất là vui tai. Thế thì quả chuông ý nghĩa như thế nào trong dịp Giáng sinh? Tiếng chuông ngân nga trong ngày Giáng sinh luôn khiến mọi người cảm thấy phấn chấn. Tiếng kêu len keng của quả chuông cũng là thông điệp hối thúc mọi người mau chóng hoàn thành công việc để về sum họp với người thân. Theo quan điểm phương Đông, tiếng chuông này chính là hành thủy, bởi vì con người ta nghe bằng lỗ tai, mà lỗ tai chính là khí thủy, âm thanh chính là sóng âm và thủy tượng trưng cho trí. Tại sao thủy lại tượng trưng cho trí? Bởi vì thủy không có hình dạng, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, thiên biến vạn hóa, tượng trưng cho sự uyển chuyển của con người trong mọi tình thế. Thưa quý vị, có thể thấy những vật phẩm đặc biệt trong dịp lễ Giáng sinh trong văn hóa phương Tây, nếu chiếu theo giá trị của khoa học phong thủy phương Đông, thì bao hàm ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Theo ngũ đức đó chính là nhân, nghĩa, lễ, chí, tính. Điều này hoàn toàn trùng khớp với những giá trị tốt đẹp của lễ Giáng sinh theo quan niệm của người phương Tây và cả người phương Đông. Cảm ơn quý vị đã đến với khoa học phong thủy cùng Master Kỳ. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các số tiếp theo.